Quy định về việc cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã được người dân đón nhận vì sự cần thiết và ý nghĩa nhân văn của nó. Tại 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật này, các công đoạn hỗ trợ mang thai hộ đã được triển khai thực hiện. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Phụ sản Từ Dũ sẽ là đơn vị duy nhất tiếp nhận và thực hiện kỹ thuật này. Tuy nhiên thì vẫn còn những khó khăn chưa thể giải quyết. Theo bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết là phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ theo luật định phải trải qua nhiều quy trình bắt buộc, trong đó phải thành lập hội đồng để xác định những trường hợp được phép thực hiện theo đúng chỉ định y khoa. Việc tư vấn về tâm lý và pháp lý với các đối tượng liên quan là một quy trình quan trọng, nhưng bệnh viện không thể đảm nhận tốt những bước trên vì lý do không đúng chức năng và không có nhân sự thực hiện. Do đó hiện nay bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể tiếp nhận hồ sơ của các cặp vợ chồng có nguyện vọng. Những cặp vợ chồng hiếm muộn sẽ dừng ở mức được tư vấn về quy trình thủ tục khi quyết định nhờ mang thai hộ. Bên cạnh đó thì người ta cũng lo lắng về việc những tranh chấp có thể xảy ra trong và sau khi em bé ra đời. Chính vì vậy tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện việc triển khai kỹ thuật mang thai hộ vẫn chưa thể chính thức thực hiện để phục vụ nhu cầu của các cặp cha mẹ kém may mắn, mặc dù pháp luật đã chính thức cho phép thực hiện việc này từ tháng 3 năm 2015.